Cảm ơn. Hôm nay là ngày lễ Trung Thu thì chúng ta có một chương trình trình diễn đặc biệt cùng với bé Isabella. Em sẽ trình diễn bài hát Sài Gòn Đẹp Lắm của nhạc sĩ Y Vân với kèn saxophone điện tử. Xin mời quý vị. 1, 2, 3.